gặp tai nạn nghiêm trọng khi biểu diễn danh ca thanh tuyền tiều tụy trên giường bệnh Danh ca Thanh Tuyền là một trong những gương mặt được mong chờ nhất tại live show mới nhất của Quang Lê, tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, sự vắng mặt của cô đã để lại không ít tiếc nuối trong lòng khán giả. Ít ai biết rằng trước đó danh ca Thanh Tuyền đã gặp phải tai nạn khá nghiêm trọng khi biểu diễn tại Mỹ, dẫn tới hậu quả phải nằm viện. Vì thế, cô không thể góp mặt tại chương trình vừa qua. Để tiết lộ lý do vắng mặt, danh ca Thanh Tuyền chia sẻ đoạn clip nói về tình trạng sức khỏe của mình. Cùng với đó, cô lấy làm tiếc khi lỡ hẹn với khán giả Việt tại quê nhà. Danh ca Thanh Tuyền liên tục nhờ Quang Lê gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ và mong nhận được sự cảm thông. Quang Lê ơi, cho mẹ gửi lời xin lỗi, mẹ không về được vì ba bệnh, rồi tới phiên mẹ bệnh nữa. Hôm 31 mẹ hát ở Sít Trồ rồi bị té ở chỗ hát. Mẹ nhờ Cao Thái Sơn và Nguyễn Cao Kỳ Duyên đỡ mẹ. Giờ mẹ nằm trong bệnh viện, con xin lỗi khán giả dùng cho mẹ. Thật sự mẹ cũng muốn bay về chỗ con, nhưng điều không may cứ xảy ra liên tiếp. Tối đó mẹ bị té ngã sau hậu trường, giờ mẹ phải về bác sĩ khám. Không người ta không cho lên máy bay. Hiện tại mẹ cũng bệnh lắm, con xin lỗi khán giả dùng cho mẹ. Cảm ơn con. Danh ca Thanh Tuyền chia sẻ. Tiểu sử ca sĩ Khánh Ly, cuộc đời sự nghiệp âm nhạc Ca sĩ Khánh Ly tên khai sinh là Nguyễn Thị Lệ Mai, sinh ngày 6 tháng 3 năm 1945, quê quán tại Hà Nội. Năm 1954, Lệ Mai theo mẹ di cư vào miền Nam. Tài năng âm nhạc của cô đã bộc lộ ra từ năm 9 tuổi khi cô tham gia một cuộc thi hát với bài thơ ngây của nhạc sĩ Anh Việt. Sau đó năm 11 tuổi, Khánh Ly lặn lội đường xa một mình đi từ Đà Lạt về Sài Gòn, tham dự cuộc thi tuyển lựa ca sĩ Nhi Đồng do Đài Pháp Á tổ chức tại Giạp Norodom. Nữ ca sĩ chọn bài hát ngày trở về của nhạc sĩ Phạm Duy và giành được giải nhì. Năm 1962, sau khi đã trở thành cô thiếu nữ, Khánh Ly bắt đầu bước chân vào sự nghiệp ca hát. Đầu tiên cô hát cho phòng trà anh Vũ trên đường Bùi Viện, thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên chỉ được một thời gian, cô chuyển lên sinh sống tại Đà Lạt và hát cho các phòng trà ở đó. Năm 1964, Khánh Ly lần đầu gặp nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Nhìn thấy được tài năng trong con người cô, ông mời cô về Sài Gòn biểu diễn. Thế nhưng vì lúc đó cô không muốn rời Đà Lạt, Khánh Ly đã từ chối lời đề nghị của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Đến năm 67, cô tình cờ gặp lại Trịnh Công Sơn tại Sài Gòn. Kể từ khi đó, hai người trở thành một hiện tượng mới mẻ giúp nền tân nhạc Việt Nam trở nên có sức sống hơn. Sau khi thực hiện các buổi trình diễn ngoài trời không công cho các trường đại học ở miền Nam Việt Nam, Khánh Ly được mọi người gọi yêu bằng biệt danh Nữ Hoàng Chân Đất. Cái tên này xuất phát từ những kỷ niệm theo Trịnh Công Sơn đi hát. Khi lần đầu tiên cô tập tảnh bước lên sân khấu, xuất hiện trước một đám đông hơn ngàn người, cô không giữ được bình tĩnh phải vịn vào vai Trịnh Công Sơn. Sau đó vì run quá, cô phải cởi bỏ đôi giày cao gót và đứng chân đất. Trong suốt từ năm 67 đến 75, Khánh Ly liên tục thu âm nhiều bài hát và hợp tác với các hãng đĩa tại Sài Gòn như Hãng Dĩa Việt Nam, Sóng Nhạc, Tình Ca Quê Hương, Dương, Nhạc Ngày Xanh, Continental. Năm 1968, Khánh Ly khai trương Hội Quán Cây Tre ở địa chỉ số 2 Bít, đường Linh Tiên Hoàng, Đa Cao, Sài Gòn. Từ đó trở đi nơi đây biến thành địa chỉ tụ họp của các văn nghệ sĩ và sinh viên học sinh yêu văn nghệ ghé thăm mỗi đêm. Sau năm 75 Khánh Ly rời khỏi Việt Nam và định cư tại Cerritos, California, Hoa Kỳ. Năm 79, cô được Columbia Nippon mời sang Nhật thu âm băng nhạc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Đến tiếp năm 82, Đài Bunka Honso Radio mời Khánh Ly tham gia liên hoan âm nhạc châu Á với nhiều nghệ sĩ đến từ các nước châu Á. Năm 85, Khánh Ly và chồng nhà báo Nguyễn Hoàng Đoan mở hãng thu riêng lấy tên là Khánh Ly Production. Năm 1987, Khánh Ly trở lại Nhật để thu âm cho phim Thuyền Nhân. Năm 88, nữ ca sĩ Khánh Ly được mời đến Vatican trong lễ tưởng niệm những tín hữu Việt Nam tử vì đạo năm 96 Khánh Ly Vinh Hạnh được đài truyền hình NHK của Nhật Bản bình chọn là một trong top 10 nhân vật nổi tiếng để làm phim tư liệu về cuộc đời và gia đình. Cho đến nay Khánh Ly vẫn tiếp tục sự nghiệp ca hát của mình và đang là một diva trụ cột của trung tâm Thúy Nga. Tổng hợp các bài hát của ca khá sĩ Khánh Ly giai đoạn 1962 đến 1975, hát cho quê hương Việt Nam 1 2 3 4, nhạc tuyển 1, băng nhạc tình ca 1, tứ quý như cánh vạc bay. Sau năm 75, khi tôi về như cánh vạc bay, giáng sinh quê hương còn đó nỗi buồn hát cho quê hương Việt Nam 6, hát cho những người ở lại, tình ca mùa hạ, người di tản buồn. Thập niên 1980, lời buồn thánh, đừng yêu tôi, giọt lệ cho ngàn sau, bông hồng cho người ngã ngựa, tủ nhục ca. Tắm mát ngọn sông đào, ướt mi, bản tango cuối cùng, trong tay anh đêm nay, dạ vũ van lá đổ muôn chiều, bài tango cho em, khối tình, trương chi, biển nhớ, bông bưởi chiều xưa, hạ trắng, niệm khúc cuối. Tango tango, tình không biên giới, ai trở về xứ Việt, bên ni bên nớ, như cánh vạc bay, đêm hạ hồng, Boston buồn, tăng điên, kinh khổ, mưa hồng, đêm hạnh ngộ, niệm khúc hoa vàng, xóa tên người tình. Thập niên 90, tình nhớ, tình hờ, vũng lầy của chúng ta, tưởng rằng đã quên, lệ đá, ca dao mẹ, bên đời hưu quạnh, một cõi đi về, dốc mơ, tôi ơi đừng tuyệt vọng, để lại cho em, em còn nhớ hay em đã quên, ừ thôi em về, đời vẫn hát ca khúc gia vàng, hiên cúc vàng, nguyệt ca. Thập niên 2000, đời cho ta thế, tình thu trên cao, một sớm mai về, nếu có yêu tôi, mưa trên cây hoàng lan, còn tuổi nào cho em. Ca khúc gia vàng volume 4, tango go tango như một vết thương. Thập niên 2010, nụ cười trăm năm chưa phai, thánh ca dâng mẹ, bên đời hưu quạnh, hạ trắng, chủ nhật buồn, tình nhớ. Đời danh ca Evit Phương bị cha đánh vì mê hát và bệnh thập tử nhất sinh. Danh ca Evit Phương sinh ra trong gia đình truyền thống tri thức, cha là giáo viên tiếng Pháp, được học tập tại trường Pháp từ nhỏ. Nam ca sĩ sớm tiếp xúc với âm nhạc ngoại quốc và khơi dậy niềm yêu thích ca hát từ thời niên thiếu, đặc biệt là thể loại rock. Sau 60 năm hoạt động nghệ thuật không ngừng nghỉ, ông đóng góp cho nhạc Việt không ít nhạc phẩm đình đám như Yêu Em, Vết Thù Trên Lưng Ngựa Hoang, 10 Năm Yêu Em. Trò chuyện cùng MC Thúy Nga tại gõ cửa thăm nhà, danh ca Elvis Phương có dịp trải lòng về những khởi đầu khó khăn khi bước chân vào con đường nghệ thuật, đồng thời tiết lộ cuộc sống hôn nhân 40 năm vẫn ngọt ngào như thuở ban đầu, khiến khán giả ngưỡng mộ không ngừng. Tại chương trình, danh ca Elvis Phương xúc động kể lại tuổi thơ đam mê âm nhạc, hâm mộ ông hoàng nhạc rock Elvis Presley đến nỗi lấy nghệ danh dựa trên tên gọi của thần tượng. Dù có tiềm năng ca hát, nhưng nam nghệ sĩ không nhận được sự ủng hộ từ cha ruột. Thậm chí, ông bị ngăn cấm dữ dội đến mức phải cuốn gói ra khỏi nhà khi chỉ mới 16 tuổi. Ba tôi là người phản kháng đầu tiên. Đến lúc tôi lấy bằng tú tài thì ba nói sẽ lo đầy đủ giấy tờ, kiếm trường để tôi đi Pháp du học. Tôi mới xin ba cho đi Vũng Tàu có thời gian suy nghĩ. Khi về, ba cứ nghĩ tôi sẽ đồng ý, chuẩn bị đồ đạc đi ngay trong tuần tới. Lúc này tôi nói với ba nguyện vọng ở lại Việt Nam để trở thành ca sĩ, không muốn đi học nữa. Vừa nói xong, ba liền tát tôi hai cái, té lăn xuống đất. Ba nói, nhà này không chứa ai làm nghề ca hát hết, muốn làm ca sĩ chứ gì, vậy thì gom quần áo ra khỏi nhà hôm nay. Đừng ở trong cái nhà này nữa. Tôi về phòng lấy chữ, hình, đĩa Elvis Presley, máy hát bị đập nát mà chảy nước mắt, ôm mấy bộ đồ rồi bỏ đi. Mãi đến một hai năm sau đó, sau một lần đi hát về không hiểu sao thấy mẹ ngồi đợi ở trong và nói ba nhớ tôi, thế là về nhà, nam danh ca rơi nước mắt với giọng ca trầm ấm truyền cảm danh ca evit phương được nhạc sĩ lê hữu hà phát hiện tài năng và mời ông thu âm ca khúc yêu em từ dạo ấy ông nhận lời gia nhập ban nhạc phượng hoàng khuấy động dòng nhạc trẻ tại sài gòn lúc bấy giờ và đạt đỉnh cao sự nghiệp con đường âm nhạc ngày càng rộng mở danh ca evit phương có cơ hội đi diễn và tiếp xúc với nhiều bóng hồng trong giới giải trí dù vậy sự ngây thơ hồn nhiên và giản dị của bà phan lệ hoa khiến ông rung động ngay từ lần đầu tiên ăn bát cháo khét vẫn khen hết lời Nhắc đến kỷ niệm không bao giờ quên, nam nghệ sĩ nghĩ ngay đến lần thập tự nhất sinh cùng sự đồng hành của vợ. Nếu năm đó tôi mổ tim mà không có lệ hoa bên cạnh thì chắc tôi qua đời lâu rồi. Tôi đi hát bên Pháp, đường đi đến sân bay thì rất dài. Tôi cứ đi một chút thì dừng lại vì đau ngực quá chịu không nổi. Về tới nơi thì Hoa bảo tôi đi khám. Bác sĩ phát hiện đường dẫn máu lên tim bị nghẹt đến 98%. Nghĩa là tôi có thể chết bất đắc kỳ tử, phải nhập viện để mổ cấp chia sẻ với MC Thúy Nga, dù sống chung hơn 40 năm nhưng vợ chồng nam nghệ sĩ rất lãng mạn, không to tiếng với nhau bao giờ. Lắng nghe chuyện nghề, chuyện tình cảm động của hai người, MC Thúy Nga không khỏi cảm thán về mối lương duyên hiếm có khó tìm. Thời buổi bây giờ người ta rất sợ câu quá nhanh quá nguy hiểm, nhưng mối tình của anh Evit Phương với chị Hoa như được sắp đặt của tiền kiếp, quá nhanh nhưng không hề nguy hiểm mà kéo dài đến hơn 40 năm.